Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục channel của mình. Mình là 69 Gaming, quay trở lại với tựa game Let's Meet Wukong. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục trải nghiệm con game này. Và hôm bữa trước, tiếp theo video trước là mình đã đi tới được Hắc Phong Sơn mà. Thì ở đây thì anh em là sẽ phải gặp lại Hùng Tinh. Hiện tại bây giờ mình đang gặp là Hắc Phong Đại Dương nha anh em. Đây dạ. Nãy thì anh em thấy mình chạy vô thì cũng đã biết là mình chắc mình thua cũng khá là nhiều lần để có thể là đến được cái tầm này anh em ha. Ây da. Wow. Ôi anh biết đó. Ây ây da. Hiện tại thì giờ là mình biến thành con chó sói nha anh em. Rồi hết rồi anh em à. Hết rồi. Đang ở chương 1 cho nên là mình vẫn chưa học được các cái kỹ năng phân thân này kia tuổi ấm này mà. Ây da, hên quá. Khi mà nó biến thành cái này thì mình không thể quấn định nó anh em à. Mà mình cần phải định thân nó thì nó mới đứng hình được anh em. Lúc đó mình mới quấn nó được. Anh em xem đừng quên cho mình xin một like và đăng ký để có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về The Game này cho anh em cùng xem nha. Mày sắp win rồi anh em à, sắp win rồi. Ây da. Hụt. Tính ra để con này nó cũng không gây khó dễ mình lắm anh em ạ. Mình mới chết có một lần một duy nhất thôi nè. Thực sự mà nói thì con này nó khá dễ thôi mà, không có khó đâu. May hả bưởi. Ây da. Ây da. Ok. Chiến thắng rồi anh em ạ. Nói chung là hát phòng này dưỡng khá dễ thôi mà, không có khó khăn gì mấy đâu. Trời ơi. Ôi, anh chạy thoát rồi anh em à. Anh chạy thoát như vậy thì chắc là mình sẽ không có nhận được cái linh hồn của ảnh đâu anh em. Mà không biết cái con này nó có cái linh hồn hay không nữa. Ý, hello thổ địa. Thật tụ hình tán khí. Nhìn thì qua què qua sói và vải thật sự chứ. Câu này hồi xưa rồi mình hay học, cô giáo mình cũng hay nói này mà. Và cô đó người Bắc, mà đa số như người Bắc hay nói từ qua què qua sói anh em. Anh em chịu khó đọc nha. Úi. Ý. Tụ hình tán khí cũng cho mình một cái kỹ năng mới anh em à. Quá thăng tàn hình anh em. Ôi kỹ năng hình như nó sẽ giúp cho mình khả năng là tàn hình đó anh em à. Wow. Nó được 3 linh quang nữa rồi anh em à. Để xíu mình sẽ nâng cấp kỹ năng lên. À cái hộp gì đây, mở luôn. Trời ơi, được cái bảo vật. Hiện tại bây giờ cái kỹ năng nó hình như nó đang lót anh em à. Xíu mình sẽ trải nghiệm thử xem sao. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp đây. Rồi cái cửa gì đây. Wow, cái màn bí ẩn phải chữ anh em à. Ủa mình đi vô phải lòn lòn vậy đó ta, giống đi chậm chó ấy trời. Mình đã chui vô hang ổ kẻ địch anh em à. Wow. À cái làng này là cái làng nó dẫn mình đi đến những cái chỗ mà nó có cái lư hương cái miếu thổ địa anh em à. Thì cái làng vậy mình cứ tưởng là nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ làm nhiệm vụ nhá. Này là nó sẽ dẫn dụ mình đến đây. Hiện tại vì nó chưa mở được cái chỗ nó có thể nâng cấp được cái vũ khí này mày. Tạm thời thì mình sẽ dẫn sử dụng cái vũ khí này. Rồi ok, tiếp tục đi tiếp đây. Trời ơi. Ây da. Ôi trời, nãy mình quên nghỉ ngơi nữa. Mày, ôi trời ơi, quỷ kia nó bắn ghê vậy ta. Mày, né. Ôi. Quên. Ây da. Ôi trời ơi, trời. Ây da, trời. Gì nó bắn ghê nữa nè. Không lên được nè mày, không lên trên nó được. Lên được, còn tán cái nó phát. Trời ơi. Ây da, rồi luôn anh em ơi. Lãi nó sẽ chứ. Mày. Không được rồi. Không ổn rồi anh em à. Mày. Rồi đập bể chuông luôn nè. Wow, được một cái nguyên liệu mở cái hòm này luôn. Để xem thử. Ghê mà được, cái nó khá là chi tiết anh em à. Trời ơi. Còn gì đâu không mình, mấy nguyên liệu nâng cấp trang bị vũ khí.
thù. Ui trời 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 trời, City nãy là bị nó băm cái búa vô đầu rồi đây mà. Bùng quá wow, chầu nha, đập vậy mà hơn đỡ ống máu một xíu anh em à. Ê, trời ơi game dễ vãi, được cái to con thôi anh em à, nhưng mà nó khá là phùi bắp nha, hấp thu luôn. Ngon 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 ngon. Ủa nó đang thích khách. Ủa cái này là gì ta, mình hấp thu được một cái kỹ năng mới. Mấy quỷ kia nó bắn ghê quá anh em, không biết có đường lên để mà mình lên mình tán cho nó một phát không, chứ nó bắn quá nó bắn rồi. Dạ trời ơi, ê dạ trời ơi, ê dạ quá rồi anh em ơi, nó bắn mình như cái tổ ong luôn rồi anh em à. Ê dạ mày hả cam quá ghê đấy. Vô đây đụng ngay cái ổ toàn là khung không anh em à. Ê trời ơi, xuống đập mạng anh em à. Hết thể lực nha anh em. Xuống đây nào. Ở mấy thằng này như là tỏ cốc ké ra này mà đập phát là coi như là bể đầu rồi anh em. Mình giờ mới bị con gấu nó bem chết anh em à. Đây ẻm đây anh em, hồi nãy mình lên mình không biết là mình sẽ đụng đổ lại ảnh, bị ảnh quýnh bấy bá luôn anh em à, cho nên là mình tua đi. Bây giờ mình sẽ quýnh lại thêm một lần nữa xem thử thế nào. Hồi nãy mình quýnh thằng chết rồi đó anh em à, tính là cái con gấu này nó khá là dễ quýnh chứ không phải là khó quýnh anh em. Chịu hồi gắng, tính ra để con gấu này nó cực kỳ dễ luôn anh em, nó không gây khó dễ chứ nào ấy, cũng giống như con hắc phong đại dương. Con này tính ra là nó hơi khó hơn xíu ha anh em, nhưng mà cái con này dựng cái là mình quýnh nó bị xỉu nha anh em, mình quýnh nó là nó gục ngã xuống giống như cái ông đầu bự ở cái mát địa gừng á, được cái to con thôi nhưng mà bị quýnh vẫn té. Dạy chết 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 lo nói chuyện quá anh em, lo nói chuyện cái bị nó ây da được chiêu lấy thịt đè người. Phải nó lại ỉ to con nó đè mình chết luôn anh em à. Con gấu này nó cũng giống như mấy con boss khác thôi anh em à, chỉ cần mình nhớ skill của nó thôi là được. Mày hả bưởi, ây da còn tán phát não đào phát đó luôn anh em à. Mình chỉ cần để ý skill của nó thôi anh em, đợi skill nó gần tới là mình bắt đầu mình né là được. Đó rồi gục ngã hết chiến trường, gục ngã chiến trường. Mày gọi mày tới cái đích mày gọi anh chu cái đích ra là mày tới không chịu mày rồi. Cây gậy như ý chọt vô phóng to hên hết đàn hình kịp giết đi, nó đè cái bóng mà nó quýnh mày bay. Ây da vậy mà cũng bị nó tán phát nhẹ anh em à. Sao sao ôi trời ơi ôi vãi, nó xì lửa rồi anh em à, nó biến thành cục lửa. Cái này phải có định thân thì ây dạ dạ này phải có định thân thì mới qua được. Ải rửa ải anh em à, né kịp nha. Cái này mà ồ thôi chết rồi, mình chơi lộn skill này cái mình hết cái thằng gọi là hết năng lượng này. Ây nha rồi quá nét hiệp ý trời ơi trời. Cái khúc cuối rồi bắt đầu nó quánh quá dữ lắm rồi này mà, ôi người nó cháy lắm rồi này mày. Thường thường nó sẽ quýnh ra combo xong nó sẽ bị mệt thế này mà, nên là trong khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mình phản công. Hay quá anh em à, hên là cái cú đó mình đập dính, mình không đập dính là mình dính luôn anh em, mình dính vô vách tường luôn anh em à. Ok à, tính vậy con gấu mình nó cũng dễ này mà, nó cũng không gây khó dễ mấy.
Nãy mình vô mình vừa bị nó giết con cái rồi xong rồi. Cái gì đây? Wow. À, cái tháp này hả? Xong. Ủa, mình nhớ con gấu này là Hắc Hùng Tinh phải không? Hắc Hùng Tinh này là với lại Kim Trì Thánh Tăng là bộ đôi bá đạo đây mà. Nếu mà anh em coi phiên bản của Trương Vệ Kiện hay là Trương Vệ Kiện hay là gì ta, Trần Hậu Dân thì phải, phần 2 hay 6 là chúng ta sẽ gặp Hắc Hùng Tinh với lại Kim Trì Thánh Tăng đấu hài vải chưởng đây mà. Hú đần. Ô, cái viên gì đấy? Cái viên gì trời? Ý nó bay ra gọi đây mà. Đại Thánh à, không, Tiểu Thánh. Tiểu Thánh tha mạng, Tiểu Thánh tha mạng. Ta cũng bị Thiên Đình ép buộc à. Vậy là Thiên Đình ép buộc này xuống đây để mà ngăn chặn Ngộ Không anh em à. Thực sự mà nói thì cốt truyện này nó sau khi thỉnh kinh xong rồi anh em à, Ngộ Không quay trở lại với Hoa Quả Sơn để mà tiếp tục chơi đùa với lại bầy khỉ con, nhưng mà Thiên Đình lo sợ anh em, cho nên là lại tiếp tục vây bắt Ngộ Không và Ngộ Không bị mất hết hết nè. Đây là quá trình hành trình của Ngộ Không đi tìm lại 72 phép thần thông của mình. Có hồ thứ này rất là thấy rồi, hoàn toàn chẳng biết làm sao để mà tuyệt hảo khi thành đặt ở trên cao, thỉnh thoảng lừa gạt thì hưu quên mất. Trời ơi, hèn gì vậy, khóc lóc. Nam Hải quỳ gối nhận tội về Nam Hải với lại Quan Âm anh em à. Đừng nghe nó nói bậy. Anh em chịu khó đọc anh nhớ nha. Đây là cái tiểu sử của cái con Mr. Gấu này anh em à. Mr. Hùng. Wow, con khổng tước anh em à. Đây là con chim. Wow, không biết con chim này nó cho mình gì đây. Ồ, rồi, ok, chắc là mình đã hốt hàng được con chim này về team của mình rồi anh em. Ủa, cái để gì ta? Con ếch, ý, rồi luôn, ấy, thì chùa đi bắt ếch vậy, tính vậy nấu cháo ếch cho sư phụ anh em à. Sư phụ đang bị đi ông bị bệnh cho nên là thèm cháo ếch. Mr. Hùng. Mr. Hùng đang làm gì Mr. Hùng? Ây da, trong phim nó cũng có đoạn nha anh em. Hào, những ai không sợ mấy con gấu này thì là người đắc đạo, cho nên là đi theo để mà học hỏi nữa mà. Cho nên là Hắc Hùng Tinh nó đi theo Kim Trì Thánh Tăng. Nhớ lại cái đoạn ngày xưa hồi ức của con Hắc Hùng Tinh. Rồi, chỉ dưới, xuống dưới làm ăn anh em à. Đây, vàng ở bên dưới nhiều lắm, xuống dưới làm ăn với ta. Rồi, xuống dưới kiếm kiếm cơm rồi anh em à. Rồi mình sẽ bỏ qua cái đoạn giới thiệu luôn đi anh em. Ngàn trùng núi muôn trùng sông vượt qua. Nhà biến đập anh em mình chịu khó đạp nha. Ôi, à không biết làm sao mình tải về, mình có việc có lòng tiếng mà anh em, xong biết làm sao mình cài vô xong nó không có lòng tiếng không anh em à. Chả biết sao, để cái gì mình tìm hiểu lại xem thử là nó có lòng tiếng hay không, cài vô cho nó dễ nên phải mất công ngồi đọc nhưng mà. Đang giới thiệu về cái này cái gì mình không biết cái gì đâu. Và vẽ sâu vẽ và bọn ngựa đang chạy quặt. Quả chiến hắc văn. Ồ, 2, 4, 5. Ủa, mình nhớ game này có 6 chương mà ta. À, cái lỗ giữa này 1 chương anh em à. Hiện tại bây giờ mình đã lấy được cái con Dream rồi nha. Ủa, mình lên được cái cấp 27 rồi anh em. 1641 gì đó. Cộng linh quang quá anh em. Đây là những cái vật phẩm mà mình được thưởng đó nha anh em, khá nhiều anh em à. Đa số là những cái nguyên liệu để mà có thể nâng cấp trang bị này kia kiểu thôi. Rồi xem mình sẽ đưa mình qua cái chương 2 rồi anh em ơi. Phong khởi hoàng hôn, hoàng hồn anh em. Vậy là mình đã qua được cái chương 2 rồi anh em, kết thúc cái chương 1 rồi. Wow, tính là một chương nó cũng dài vãi chứ anh em, cũng đâu phải ngắn đâu anh em.
Không biết quả chương 2 sẽ như thế nào đây. Để mà biết được cái chương 2 này mình sẽ chơi như thế nào á, anh em đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha. Và ủng hộ mình nha anh em, để mình tiếp tục ra thêm nhiều video về The Game Black Smith công cho anh em cùng xem. Ôi, cái gì? À, đưa mình qua tới quan mạc thôi anh em à. Ở đây mình sẽ đụng độ với lại ai đây? Đây là đường đi qua Thiên Trúc hay sao anh em? Nhìn đó khô khan giống như là quả diệm sơn hết em, nhưng mà ở đây có nước mà sông nước này ghế kiểu nào, mũi tên này ghế kiểu nào, mình không biết cái ông nào ông gì ông hát kệ ông đi ý, hình như ông không có cái trầu em ơi. Wow, mình không biết ông làm gì luôn nha. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha, tạm biệt anh em, bye bye anh em.